Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Boykin TV các bạn. Hôm nay tiếp tục video em sẽ quay và cập nhật giá chi tiền hàng ngày và đăng lên kênh để cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo trên kênh của Boykin TV các bạn. Thì hàng ngày kênh Boykin TV sẽ quay và cập nhật giá một số loại nông sản có ở khu vực Cồn Chông A, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo trên nha kênh của Boykin TV các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào có trồng ớt hay là có quan tâm đến giá hàng ngày thì vui lòng nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem video mới nhất về tình hình giá chi tiền qua từng ngày trên kênh của Boykin TV các bạn. Thì tình hình dịch bệnh diễn biến khá là phức tạp nên là hiện tại một số nơi đang tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16 của chính phủ, thì việc đi lại thu mua cũng như là buôn bán của một số người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên em chỉ quay và cập nhật giá ở tại khu vực xã Tân Quế, Tân Quế, Tân Hòa và còn trong ao ở Đồng Tháp để mọi người tham khảo giá cả ở đây trên kênh của Boykin TV các bạn. Thì do tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp nên là việc đi lại cũng gặp rất nhiều khó khăn, nên là em chỉ điện và hỏi một số thương lái mua ở những khu vực trên để báo giá cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo thôi. Thì giá cả thì có thể chênh lệch ở tùy nơi, tùy địa phương cũng như tùy từng loại ớt mà có giá cả khác nhau nghe quý anh chị và các bạn. Thì quay trở lại tình hình giá ớt hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2021. Thì thương lái mua tại khu vực xã Tân Quế, Cồn Chông A, Hồng Ngự và Cồn Chông A, Hồng Ngự, Đồng Tháp như Tân Quế với giá ớt hàng chợ giá dao động tầm khoảng từ 15.000 đến 18.000 đồng trên ký các bạn. Ở đây thì thương lái mua chỉ có giá các bạn. Thì em chỉ báo giá ớt ở đây cho mọi người cùng tham khảo giá ở đây thì chỉ có giá hàng chợ thôi nha các bạn. Ớt hàng cổ thì thương lái ở đây không có mua nên thì em nói chung là không có tham khảo giá ở đó được, ở đây được cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo. Thì có giá ớt hàng chợ thì em báo giá hàng chợ cho mọi người cùng tham khảo. Đối với khu vực xã Tân Quế, Tân Quế, Tân Hòa và cũng như Cồn Chông A, Hồng Ngự, Đồng Tháp nghe quý anh chị và các bạn, thì em chỉ báo giá cho quý anh chị và các bạn tham khảo trên kênh của Boykin TV. Thì quý anh chị và các bạn nào có bán ớt hay là có biết giá ở đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá từng nơi nha các bạn. Lái mua ở đây cũng tùy nơi, tùy khu vực cũng như là tùy từng loại ớt từng được hái mà có giá cả khác nhau. Thì em chỉ báo giá ở tại khu vực như trên để cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo trên kênh của Boykin TV các bạn. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn nào có bán ớt hay có biết giá ớt ở đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá từng nơi các bạn. Thì do tình hình dịch bệnh ở đây thì ớt ở đây thương lái mua chỉ có báo có một giá một bạn, không có còn như mà những đợt trước giá từng loại ớt của một của hai ớt hàng lặt này kia hàng chợ nữa mà chỉ có một loại một các bạn. Thì em chỉ báo vậy cho quý anh chị và các bạn tham khảo ha. Thì cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn, chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui, tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.